À, chào anh em đang xem miền Tây Solar ha Bữa nay là ngày thứ năm, Ngày 3 tháng 10 2024 Thì chúc anh em có những cái ngày đầu tháng 10 Thật là vui vẻ hạnh phúc à, Được nhiều may mắn Thì à, báo cáo với anh em là Sáng ngày mai là sáng ngày thứ sáu, Ngày thứ sáu ngày 4 tháng 10 2024 Em có chỉ đi, đi lại đi một chuyến miền Tây Thì à, ở trên xe đã có một vài ông khách đăng ký rồi à, Em làm video này với cái hy vọng là sẽ kêu gọi thêm À, một số anh em lên xe để cho nó đủ xe ha thì à, đó là cái lý do thứ nhất lý do thứ hai là cái sân này của em đang đứng này cái chỗ em đang đứng nè đó là cái sân à, đằng kia là một cái, cái công trình em đang em đang xây nhà thì à, em sẽ cải tạo cái chỗ này lại cho nó sạch đẹp hơn à, lót gạch rồi em làm lại à, cái vấn đề nâng cái sân lên cho nó không bị nước ngập thì à, em làm lại thì em có rất là có nhu cầu giải tán giải phóng cái mặt bằng này mà bây giờ giải phóng khó quá mọi người pin để tùm lum la nè cho nên là giải phóng khiên tới khiên lui rất là vất vả cho nên là ở trên cái chuyến xe này cũng như là các anh em mà tới lấy pin á thì em sẽ giảm giá nha em giảm giá cho mọi người cụ thể là trên chuyến xe này cái tấm ae nè ae này là hàng của đức bốn trăm năm w pin germany đức nha anh em đó thì hôm bữa giờ em mấy tháng nay rồi em đang bán là hai triệu một tấm em bao ship à, 2 triệu một tấm bao ship nếu mà anh em đi chuyến xe còn nếu mà anh em mua mà qua đường bưu điện á, thì nó là 2 triệu hai một tấm à, bao ship công gối mốt shop hết luôn à, trong chuyến xe ngày mai thì anh em nào mua từ 5 tấm ae trở lên nha trong chuyến xe ngày mai anh em nào mua từ 5 tấm ae trở lên thì em bán cho mọi người người là một triệu chín một tấm thôi em bao ship nha thì một à, triệu chín mà bao ship nữa thì một tấm em bán cho anh em cũng kể như là có khoảng 1, 8 triệu tám mà mọi người triệu triệu tám tấm tại vì anh em ở xa này kia đó thì cái phí ship rồi này kia nó công rất là lớn em chở thì cũng công cán rất là lớn mà em bao ship cho mọi người luôn nha đặc biệt là anh em mà đến nhà là em bán cho mọi người 1, 8 triệu tám luôn bạn nào tới nhà chở dù là chở một tấm hay là chở một trăm tấm gì thì em cũng bán cho anh em là một triệu tám một tấm nha pin AE, pin đức nha anh em đây là mặt trước của nó nè còn đây là mặt sau của nó đây mã vạch đồ đầy đủ hết ha đây đây mã vạch nè anh em quét mã vạch này là nó lên đàng hoàng nha đó, pin chính hãng nha anh em loại a nha không có chuyện loại b đây nha mọi người chính hãng loại a đàng hoàng anh em có thể quét mã vạch thoải mái à, mã vạch quét thoải mái nè à, bên pin đức ha hiển nhiên là pin đức sản xuất ở trung quốc nha anh em chứ sản xuất ở đức người ta mua không nổi đâu nó thật như thế đây germany à, conic bus germany ha nói chung là đây là địa chỉ của cái công ty ae solar đó thì pin uh, uh, chính hãng loại A đàng hoàng à, sình sò nha anh em anh em hôm bữa giờ mua là 2 triệu bao ship đúng không bữa nay anh em nào mua trong cái chuyến xe em đi trong chuyến xe em chở nha anh em nào mua 5 tấm trở lên em bán một triệu chín một tấm bao ship anh em nào đến nhà chở em bán một triệu tám một tấm đến nhà chở bao nhiêu tấm cũng là một triệu tám một tấm đó còn anh em mua mà em đi chuyến xe thì một uh, triệu chín một tấm uh, bao ship nếu anh em mua 5 tấm trở lên còn anh em mua 1, 2 tấm, 3 tấm Thì anh em vẫn phải trả 2 triệu một tấm bao ship 2 triệu một tấm bao ship ha Pin AE chất lượng hàng đầu thế giới Em không dám nói số 1 nhưng mà là hàng đầu thế giới nha anh em Ngang với AE thì chỉ có Canadian, Wiesel uh, Hoặc là pin um, sáp uh, Hoặc là uh, Trước đây nó có mấy cái hãng uh, mà mà đặc biệt anh em Hãng đặc biệt của Đông Âu đó Thì bây giờ cũng ít thấy rồi nhưng mà giờ còn Wiesel nè, còn Canadian nè, còn AE nè, còn sáp nè thì những loại này là ngang ngửa với nhau. Còn Longi hay là Zinco thì không có tuổi với AE đâu nha anh em, nói thật như thế. Canadian á, Canadian là anh em hay lấy Canadian để so sánh với pin Longi. Anh em hay hỏi mình ở Canadian nên mua Canadian hay là mua Longi. Hiển nhiên là anh em mua Canadian rồi. Canadian nó ngang ngửa với AE, nó ngang ngửa với Qcells. Đó đó là những loại pin xịn sò. Đó chứ còn mà mà ví dụ như Longi hay là Zinco đó nó đâu có 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 ngang tầm với mấy này được anh em thì em còn uh, AE rất là nhiều nữa ha bốn em còn nhiều lắm anh em nào lấy thì uh, giá cả nãy em nói rồi đó, sáng mai em chở anh em đăng ký uh, nhắn tin cho em nha em còn nhiều lắm nha em cần giải tán cái chỗ em đứng này giải tán mặt bằng đây đó, anh em nào lấy em sẽ gửi cho anh em cái pin này thì em cần giải phóng cái mặt bằng này để uh, em lót lại cái nền ha cho nó sạch sẽ nha rồi em nâng lên cho nó không bị ngập nước vào cái lúc trời mưa cái này hả, hôm nay trời mưa có bị ngập nước luôn nha anh em Bây à, giờ mình nâng lên cho nó không ngập nước này kia cho nó sạch sẽ rồi à, vấn đề thứ hai là vấn đề pin vi xanh Vệ vi xanh hôm bữa giờ em bán là một triệu bảy thì anh em cũng đã ủng hộ em khá là nhiều à, thì bữa nay em vẫn còn vi xanh rất là nhiều em còn chắc khoảng bảy mấy tấm vi xanh á đây vi xanh bốn năm mươi giá 1 triệu bảy tấm anh em mua nhiều em vẫn bao ship nha này mua nhiều bao ship mua khoảng bốn tấm cho lên thì em bao ship nha À, đây là mặt trước của nó, mặt sau của nó. đặc biệt tấm pin xanh mặt sau cực đẹp nha mọi người. À, mặt sau cực kỳ đẹp. Đấy. bốn năm pin chuẩn loại A đàng hoàng nghe. em không bao giờ bán pin loại B và bán pin cũ nha anh em. bán pin loại A và pin mới chứ không có bán pin cũ. Đấy. rất là đẹp không? tấm pin Vesun rất là đẹp. À, hai kính nha, hàng này là hàng hai kính. đây là mặt sau của nó nè tấm này nặng hơn tấm ai nha mọi người tấm này 27 28 kg vậy ai chỉ là 22 23 kg thôi đây. một cái miếng gương ha một cái miếng gương cực kỳ đẹp này nhưng mà điều nói về pin thì đẹp xấu nó cũng không quan trọng quan trọng là hiệu suất thôi đó. đẹp thì em khen đẹp thì thôi chứ em không có nói hiệu suất nó cao hơn ai nha không có cao hơn đâu đây. còn mặt trước là như thế này đây là mặt trước của nó đây thì anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ em em có nhiều lắm pin vsun AE à, pin chin chin bốn lăm triệu sáu em vẫn còn nha chin bốn nhưng mà em không có để đây cho nên không quay video được chin bốn anh em muốn biết chin bốn như thế nào thì lục lại coi video cũ ha triệu sáu anh em mua nhiều em vẫn bao ship rồi các bạn các anh em nào cần thì hãy liên hệ còn pin sáp thì uh, anh em đến nhà lấy hoặc là anh em đặc biệt thì mướn xe chở mình mướn xe mình chở cũng được nữa chứ còn ở trong cái chuyến xe ngày mai thì mình không có chở pin sáp được nha pin sáp rất là to mình chở không có vừa ở ngày mai mình chỉ chở v 450, triệu 7 8. AE 450, à, 1 triệu 9.800 Chin, à, Chin 415 Chin 415 giá 1 triệu 6 à, Em hết Longi rồi, em không bán Longi nữa Lý do em không bán Longi là tại vì em đã lấy được V-SUN v, -san. v -san giá 1 triệu 7 rồi thì em ngưng bán Longi à, Lý do là tại vì à, Anh em mua v xài ngon hơn Nói thật như thế 1 à, triệu 7 nha mình có được món này rồi thì mình sẽ không bán món kia Chị nào bán hết món này mà không còn món này để bán nữa Thì mới bán lại lonzi theo yêu cầu của anh em đó, Chứ còn mà anh em nào đang có nhu cầu mua lonzi thì chỉ cứ cứ mua vây xanh này ha, Mua vây xanh này đó, Hàng loại A đàng hoàng, chất lượng xịn sò Anh em an tâm ha, Giá cả thì đã mình đã thông báo rồi Mình còn nhiều lắm nha ngoài đó nữa Đấy, anh đây nè, nhiều lắm Đấy, đây nè, thấy không AE xanh ở đây chỉ mình dừng ở đây là không có tấm chin thôi không có tấm chin tấm chin không có để ở đây để ở chỗ khác để hết chỗ để rồi mình dọn để mình làm nền Đó, thì mình đang rất là muốn gọi là giải tán mặt bằng để làm nền thì anh em nào lấy pin thì ủng hộ mình ha ai e mình bán cho anh em trừ chín tấm luôn đây nè ai e nè hàng là đẹp nha đẹp là khỏi lo nha anh em hàng sình sò ha xeo sình sò hoa xin chào anh em nha hẹn gặp anh em ở những video lần sau